Rồi hello bạn, hôm nay mình có dịp tình cờ mình gặp một bạn. Bạn ấy đã từng tập luyện thể dục thể thao và cũng đã gia tăng phát triển chiều cao. Đó, thì cũng cao lên một rất là đáng kể. Đó, thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu nè? Em tên Khánh, em 2006. Thì em có chia sẻ với anh là em tập lên tập 10 cm, là từ mét bao nhiêu lên mét bao nhiêu em? Dạ, em tập từ mét 53 lên mét 63. Mét 53 lên mét 63. Đó, thì em chơi cái gì? Em chơi cầu lông với bóng đá. Bóng đá đúng không? Là lên được 10 cm ha. Thì em mới biết tới anh gần đây đúng không? Dạ, em biết qua internet. Em biết hơn nào? Dạ, em cũng mới biết thôi. Rồi, thì không biết là hiện tại là mét 63 nha. Dạ đúng rồi. Em có thể chia sẻ thêm là ba em cao mét bao nhiêu không? Em cao 1m52, bố em cao 1m62. Thì em chia sẻ là dạo gần đây em tập nó không lên nữa đúng không? Dạ. Thì em đang tìm tới anh để kiểu mình thay đổi phương pháp đúng không? Dạ. Thì anh sẽ cho em tập nhiều thứ hơn mà em chưa biết ha. Thì em có thì 2k6 thì cũng thì em không biết là động lực nào khiến cho em muốn tập luyện và phát triển chiều cao nha. Em tại sao lại muốn cao hơn? Em lúc đầu thì em nhìn các bạn đồng trang lứa thì cũng cao hơn em, thì em cũng có một phần tự tin về ngoại hình, là em quyết định là tập nên để thay đổi ngoại hình của mình trở nên tốt hơn. Em tập thử mấy bài con lần nào chưa? Em cũng xem qua chứ em chưa tập. Chưa thử đúng không? Dạ. Rồi thì em muốn chúc các bạn trong nhóm lên chiều cao điều gì không? Em chúc các bạn là sớm đạt được những kết quả mình mong muốn. Rồi em còn muốn chia sẻ gì nữa không? Hay là mình đánh dấu bài ngắn ngày bài được rồi? Dạ, em nghĩ là đủ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Rồi tạm biệt các bạn.